Có cách nào để chúng ta có thể giảm đau tức thì cổ vai gáy không ạ? Tất nhiên là có chứ. Tại Facebook thì là có một cái sản phẩm mà thực sự là rất là hữu ích cho khách hàng. Đó là cái sản phẩm là đai cổ đá nóng ạ, Dopalia của Nga này. Cái sản phẩm đai cổ đá nóng này nó rất là tiện lợi, nhỏ gọn này. Các bạn thấy là trên cái bề mặt của đai này nó dệt các cái loại đá Tukmani, và bên trong nó có cái pin từ tính nữa. Thì cái đá Tukmani này là đá tự nhiên, nó có khả năng là phát ra những tia ôn âm và tia hồng ngoại khi mà chúng ta được, khi mà nó được làm nóng, khi mà chúng ta đeo lên trên cơ thể chúng ta ấy, thì nó sẽ được làm nóng và nó phát ra những tia đó. Và những cái tia đó thực sự là rất có lợi cho sức khỏe của con người. Nó sẽ kích hoạt là lưu thông máu này, rồi là đưa oxy và dưỡng chất vào những cái tế bào và bắc mô của chúng ta. Đấy là chúng ta thấy là chúng ta giảm đau nhanh này. Và đồng thời nữa là chúng ta sẽ có thể, với những người mà chưa bị thoái hóa đốt sống vậy thì có thể phục hồi được. Và không cần chúng ta sẽ không cần các cái thuốc giảm đau. Đấy, đây là một cái lợi thế thực sự là rất là tốt. Và nó hoàn hảo mang đi mọi lúc mọi nơi. Đấy, chúng ta có thể làm việc tại văn phòng và đeo, hoặc là tại nhà, rất là tiện lợi và hợp lý ạ. Và cái việc mà tắc nghẽn mao mạch máu cũng được xử lý, bởi vì cái vấn đề chúng ta thấy đau ấy hay là nhức mỏi thì cơ bản nhất đó là do vấn đề là các cái bị tắc nghẽn mao mạch máu, mà oxy và dưỡng chất nó không vào được các cái đốt sống của chúng ta, và nó gây ra những cái bệnh lý về đau cổ vai gáy. Thì chúng ta chỉ cần vận động nhẹ nhàng, sử dụng đai. Và ngoài ra thì Facebook cũng có những cái sản phẩm ví dụ như là giải quyết cái vấn đề tắc nghẽn mao mạch đấy, là từ hoàn toàn tự nhiên, từ taxifolin. Đây gọi là taxifolin này, từ cái cây đường cùng của Nga này. Thì các bạn có thể tham khảo trên trang của Facebook để mình có được cái giải pháp và mình hiểu cái vấn đề là mình cần xử lý như thế nào, mình có được cái giải pháp tốt nhất để chăm sóc sức khỏe lâu dài. Và đặc biệt là Facebook chỉ cung cấp những cái sản phẩm nguồn gốc tự nhiên, không có gây hại cho sức khỏe, cũng như là đảm bảo việc là chúng ta dùng lâu dài, không bị không có những cái tác dụng phụ ạ.